Chào cả nhà nhé, hôm nay mùng 2 Tết rồi. Đây, mình sẽ quay toàn cảnh của sân Lạch Tray ngày hôm nay. Đây, hiện tại nhân viên đang bùi cát cho mặt cỏ đây. Mặt cỏ của sân hôm nay rất là xanh rồi. Ngày mùng 4 là đội sẽ tập trung và bắt đầu tập luyện. Để ngày 29 tháng 1 đội sẽ thi đấu cúp siêu cúp quốc gia. Nhân viên bồi cát đây. Mặt đường pit của sân đã hoàn thiện được khoảng 78% rồi. Còn chờ các bước lửa để hoàn thiện nốt. Kẻ thành những vạch để xuất phát của sân.